Hường vào lúc chiều. Lên sóng vào lúc 18 giờ 15 phút hàng ngày, Lưu Hường sẽ chia sẻ cùng các bạn những câu chuyện nhỏ, những dòng tự sự và đặc biệt có cả những ca khúc do chính Lưu Hường thể hiện cùng với guitar. Phát hành trên 5 nền tảng: app Hà Nội On, web hanoionline.vn, Apple Podcast, Spotify, Google Podcast. Mời các bạn đón nghe. Chào bạn, bạn đang nghe podcast Lưu Hường vào lúc chiều. Trên thế gian có hàng trăm cách định nghĩa về tình yêu, nhưng về cơ bản lại không thể có được một định nghĩa rõ ràng và cụ thể. Trên thế gian có hàng trăm cách để một tình yêu có thể bắt đầu, nhưng về cơ bản lại không thể biết được làm cách nào để nó không bao giờ kết thúc. Vì một lẽ đơn giản, tình yêu vốn không phải là một thực thể khách quan mà con người có thể cầm lấy hay nắm giữ, càng không phải là một khái niệm khoa học mà người ta tìm hiểu và nghiên cứu được. Tình yêu vốn là món quà ngọt ngào nhưng cũng bí ẩn nhất của tạo hóa. Ai cũng có trong lòng một định nghĩa riêng về tình yêu. Không ai đúng và cũng chẳng ai sai. Càng không ai có thể phủ nhận được ai. Chỉ là tình yêu của mỗi người phản ánh chân thật lăng kính chủ quan của người đó đối với thế giới diệu kỳ này mà thôi. Tình yêu đối với bạn là gì? Còn đối với tôi, đó chính là một cây hoa hồng. Tình yêu khởi đầu từ một mầm cây. Nó ngày ngày vươn lên, đâm chồi nảy lộc theo thời gian và tình cảm của người vun trồng. Nếu như cả tôi và anh ngày ngày chăm sóc, cả hai người đều dồn tình cảm vun đắp, nó sẽ ngày một lớn lên, xanh tốt và đơm hoa. Hoa nở trong lòng anh, hoa thoảng trong lòng tôi, rực rỡ và nồng nàn như một đóa hồng nhung khoe mình trong nắng sớm. Nhưng rồi tình yêu đó, một khi làm cho người ta thỏa mãn quá dễ dàng, lại khiến cho người làm vườn cảm thấy nó quá bình thường, không còn đẹp giống như nó vốn có. Một khi hoa nở quá rộ, hương thơm quá nồng, nhìn thấy nó quá lâu mà không có gì đổi khác, người ta sẽ không còn thấy nó rực rỡ như lúc ban đầu. Và khi ấy, tự nhiên không còn một ai muốn chăm sóc nó. Họ lơ là, bỏ mặc. Và rồi cây hoa tội nghiệp ấy cứ ngày một héo tàn và chết đi. Sau đó, giật mình, có ai đó nói với tôi, hoa hồng đã chết. Tôi đi thu lượm lại những cảnh hoa đã héo khô, đờ đẫn nhìn bông hoa tươi thắm ngày nào, giờ đây đã thành tàn tạ, không còn một chút sự sống. Nước mắt sẽ lăn dài trên khóe mi. Và khi ấy, tôi sẽ lục tung, cày xới cả khu đất lên, đi tìm một chút tàn dư của sự sống còn sót lại. Hy vọng một mầm xanh nào đó vẫn đủ kiên trì để đeo bám lấy mảnh đất khô cằn từ lâu đã không có người tưới nước. Một chút mầm sống hiếm hoi ấy, tôi sẽ lại nâng niu, trân trọng và cố gắng tìm kiếm một khu đất mới để gieo lại. Nhưng chắc chắn một điều, sẽ không bao giờ tôi trao lại nó cho người làm vườn hiện tại nữa. Sau đó, tôi nhận ra rằng hoa hồng dù đẹp tới đâu cũng không thể vĩnh cửu. Chỉ có những thời khắc tươi đẹp của nó mà người ta mãi mãi khắc ghi.
không một đóa hoa nào mãi mãi rực rỡ. Nhưng đóa hoa này có thể héo tàn, thì nụ hoa khác sẽ lại hé lên. Chúng ta không thể hy vọng tình yêu là bất tận, mà hãy luôn nghĩ nó là một sự khởi đầu mới. Một khi có bắt đầu, hãy nghĩ đến kết thúc. Kết thúc không phải là một sự chấm dứt, mà là kết thúc một giai đoạn cũ để bước sang một giai đoạn tiếp theo. Nếu bạn cứ cố chấp đi tìm lấy một đóa hoa không bao giờ tàn phai theo năm tháng, bạn sẽ không bao giờ thấy được. Tình yêu chưa bao giờ là hoàn mỹ, chỉ là những người trong cuộc hài lòng về nó nên nghĩ rằng nó hoàn mỹ mà thôi. Có những cây hồng chỉ một lần được trồng xuống, cũng có những cây hồng phải gieo ươm đến 2-3 lần, trải qua nhiều phong ba, bão táp mới tìm được một nơi để sinh tồn. Nhưng có một điều chắc chắn, cho dù như thế nào, cây hoa của bạn muốn sống sót cần rất nhiều sự nỗ lực và lòng tin. Nếu chỉ vì cây hoa hồng đã chết từ hôm qua mà bạn bận tâm, không còn tin tưởng vào sự bắt đầu của ngày hôm nay, bạn sẽ chẳng bao giờ có được đóa hoa của riêng mình. Vì vậy, sao không bắt đầu trồng lại cây hồng đã chết từ hôm qua? Bạn thân mến, bạn vừa nghe những dòng tự sự của Hoàng Hạnh. Đó cũng là những cảm xúc chiều nay của Hường gửi tới bạn. Còn bây giờ, Hường hát bạn nghe một ca khúc. Đó là ca khúc mang tên Triệu Đóa Hoa Hồng, nhạc Nga, lời Việt. Anh họa sĩ người trong tranh vẽ những vui buồn, lòng anh thầm yêu nàng ca sĩ, cô gái rất yêu bông hoa hồng, tặng một đại dương bông hồng thắm cho nàng ca sĩ anh yêu thầm, và ngôi nhà xinh anh đã bán cả dòng màu nóng trái tim mình, dưới ánh nắng sương long lanh chiều cánh khoe sắc thắm, mỗi sáng sớm bên sông thưa em bên hoa cười trong nắng, sẽ diễn phúc cho ai kia được yêu thương tình say đắm, sẽ mãi mãi như hoa kia trao cho em suốt cuộc đời. Và khi bình minh anh tĩnh dưng, tưởng còn say trong giấc mơ vàng, đoạn đường nhà em hoa rực rỡ, ai đã mang hoa trao cho em? Ai người mang đến những bông hồng, một mình lẻ loi trong
chuyện một tình yêu anh họa sĩ, người trong tranh vẽ những vui buồn, lòng anh thầm yêu nàng ca sĩ, cô gái rất yêu bông hoa hồng, anh một đại dương bông hồng thắm cho nàng ca sĩ anh yêu thầm, và ngôi nhà xinh anh đã bán, và dòng máu khoe sắc thắm mỗi sáng sớm bên sông Thưa, em bên hoa cười trong nắng sẽ diễn phúc cho ai kia được yêu thương tình say đắm, sẽ mãi mãi như hoa kia trao cho em suốt cuộc đời. Và khi bình minh anh tinh giấc, đường còn say trong giấc mơ vàng, vườn hồng nhà em hoa rực rỡ, ai đã mang hoa trao cho nàng. Ai chịu phụ, ai người mang đến những bông hồng, một mình lẻ loi trong thương nhớ, chờ em anh đứng dưới hiên chiều cành hồng khoe sắc thắm mỗi sáng sớm bên sông Thưa, em bên hoa cười trong nắng sẽ diễm phúc cho ai kia được yêu thương tình say đắm, sẽ mãi mãi như hoa kia trao cho em suốt cuộc đời. Mỗi sáng sớm bên sông Thưa, em bên hoa cười trong nắng sẽ diễm phúc cho ai kia được yêu thương tình say đắm, sẽ mãi mãi như hoa kia trao cho em suốt cuộc đời, sẽ mãi mãi như hoa kia trao cho bạn thân mến. Bạn vừa nghe hưởng hát ca khúc Triệu Đóa Hoa Hồng, một sáng tác nhạc Nga lời Việt. Cảm ơn nghệ sĩ Lê Việt Cường đã đệm đàn cho Hường. Cảm ơn bạn đã lắng nghe. Chúc bạn mạnh khỏe, hạnh phúc và luôn bình an trong cuộc sống. Còn bây giờ, xin chào tạm biệt và hẹn gặp lại.